Gonsi. Hello bạn Gonsi. Xin chào các bạn. Bạn Gonsi đang ở đâu đây? Đang ở quán KFC à? Và đang làm gì vậy? Ok các bạn ơi, hôm nay là ngày Valentine đấy, cho nên là bạn Gonsi được ăn hưởng ké. Hôm nay là 13, mai 14 mà. Đấy, cho cả nhà đi ăn gà rán KFC. Và bạn Gonsi đang thực hiện là lấy tương ớt và tương cá đi, lên đi. Ôi, lấy nhiều đấy con. Ở trên đấy nó có mà, cần gì phải lấy từ đây bên lên. Trên có, đi. Ok. Hải Ninh và Hải An đã nên xí chỗ rồi. Bây giờ xem chỗ của Hải Ninh An xí có đẹp không nhá. Ôi dồi, xí ngã. Ơ, xí chỗ nào vậy? Hả? Chỗ nào? Chỗ kia. Sao Hải Ninh lại chọn một chỗ con gà mái xấu xí kìa? Tốt nhất ra ngồi kia. Chuyển chỗ đi, ok. Đây, chỗ màu hồng này trẻ đẹp, ngồi chỗ màu hồng này trẻ đẹp hơn. Đây, ngồi chỗ màu hồng này. Lại chuyển chỗ khác. Hải Ninh bảo, đây chỗ này đi, chỗ này một mình một khu này đẹp, view đẹp. Hả? Trong đây à? Mà trong góc à? Chỗ này á? Chỗ này xấu òm ra ấy. Đấy, vào góc này đấy. Ok, hai bàn được ghép vào nhau. Ok, rồi. Bạn con gì đã sắp xếp đủ 5 người rồi. Bên kia 3 người, bên đây 2 người. À, bạn San Si ơi, hôm nay bạn San Si thích chọn món nào? Đã order chưa? Mẹ nhưng mà con phải bảo mẹ chứ, bố không ăn. Nãy nó không chọn là tự mẹ chọn nào lấy thế. Ôi giời, đi ăn hôm nay chiêu đãi con phải tự chọn theo món con. Bây giờ con chỉ bảo mẹ con là chọn những món gì của con thích ấy. Mình mang đi. Hả? Quen gì? À, chỗ này view tương đối đẹp luôn. Con nhìn được xuống dưới chỗ. Đấy, bạn con Si đang lên này, đây. Hello bạn con Si. Hả? Cái gì? Đấy, các bạn nhìn thấy vị trí đẹp chưa? Nhìn thấy mẹ thì đang đặt hàng ở kia kìa. Từ lúc gia đình nhà anh Gonsi đến một phát gato. Từ lúc mà gia đình nhà anh gato đến một phát là bắt đầu xếp hàng luôn nhỉ? Vừa đến thưa thì thưa luôn đấy, không có người luôn nhá. Bác Gonsi cứ chạy lăng xăng ấy hả? Làm gì ấy? Con đi lấy giấy luôn đi. Lấy giấy nhiều vào nhá. Đấy, Gonsi. Hôm nay được đi ăn rồi vẻ rất là thích như vậy. Gonsi non toan đấy. Chạy đi chạy lại. À, bạn Gonsi kìa đấy. Ôi, nếu uống làm gì? Mẹ có gọi Coca-Cola không? Ủa, sao mình mua chai cola ra về đây uống cho hoành tráng nha. Mà mình gọi đây luôn à. Ủa, Lucy ơi. Xong chưa sao? Lên đây ngồi yên thế. Thế đặt món tự chọn hay nào? Mẹ tự chọn món nào rồi? Tự chọn á? Hôm nay cho con với cả Hải An với bạn Gonsi này chọn, thích chọn món nào chọn mà. Mẹ trả tiền á? À? Thế mẹ trả tiền thì bố không phải trả gì? Bố không phải trả. Thế sao có người bảo? Hôm nay ấy là cho đi ăn, đi uống thoải mái đấy. Nhưng mà vấn đề là phải học giỏi đấy. Học dốt là chết luôn đấy, hiểu không? Học dốt là sẽ có thưởng có phạt, hiểu không? Học giỏi thì cho ăn, nhưng học dốt thì cho nhịn, hiểu chưa? Với năm nay liệu có được loại dốt nhất không? Hả? Không á? Rốt nhất mà không được á? Thế được loại nào? À được, loại xuất sắc, ok rồi. Chào bà Si. Bà Si đang gọi là suy tư kìa. Đấy. Người học là không được đâu nhá. Nói trước rồi đấy hả? Sao bạn cô Si với cả mẹ bạn cô Si cứ đứng ở kia lâu thế nhỉ? Cô Si ơi, lâu đấy. Hả? Lâu đấy. Khinh lên. Ui, hai chị em khinh luôn. Đâu ok. Nhiều đấy. Ăn kìa. Ô, để cả cái này vào đây luôn à? Được. Không, bỏ cái đấy ra chứ. Trả người ta cái mâm này chứ. Lấy cả mâm luôn à? Wow, ngập mặt Hải An luôn. Xem có những cái gì nào. Mỗi người một cái bánh này, còn một cái chân à? Ôi, Coca-Cola.
Hà Ninh về đấy bảo ngồi, Hà Ninh nhớ về, Hà Ninh bảo ngồi ngoài hiểu không? Xong rồi đến lúc mà khi vào đây thấy cái này đây ở giữa, phát thấy ngồi ở giữa nó đắc địa nhất, thế nào được ngồi luôn ở giữa luôn. Ôi to thế. Ủa, cốc này á, cho nhiều đá vào thành toàn đá thôi. Không sao, chồng con ngồi ngoài được. Cảm nhận, ăn đi, cảm nhận, ngon không? Hà Ninh mới đầu bỏ ngồi ngoài cho nó thoải mái, nhưng vào thấy đồ ăn nó tập trung ở giữa phát chuyển ý ngay, chị ngồi giữa. Mà còn xin sang đây ngồi cũng được, cho đây cho nhỉ. Có duyên gì? Rồi, bạn con xin ăn đi. Cha mẹ chỉ ra bên kia. Đây, đây là một bố không ăn đâu. Đĩa này đầy này, tẹo xem ba bạn nhỏ ta ăn thế như nào nhá. Ok, bây giờ ra sắp xếp lại đồ để cho bạn con xin ngồi sang bên kia ăn cho dễ. Ui, nhà mình ra muộn. Bạn con xin mở bát burger lên ăn đi. Ăn hamburger trước hả? Hamburger của bạn San xin là cái gì đấy? Ôi ngon thế. Ở đây là gà rồi, sao ăn hamburger gà đấy à? Thế sao không ăn hamburger xong mà tẹo đã ăn gà nữa thành hamburger gà còn gì? Nè, chia luôn 3 miếng mỗi người 1 miếng. Ôi. Kệ, mỗi người 1 miếng. Rồi ok. Nếu mà như thế thì xẻ hết ra mỗi người ăn, đều ăn, 3 người đều ăn cùng 1 miếng. Xẻ luôn. Thôi bây giờ mẹ xẻ hết ra luôn. Ai thích cho mấy đứa tự cầm ăn được. Con sẽ ăn. Con sẽ ăn tự cầm một ăn. Các em cầm hết. Con tự xẻ đi, đây sao mày xẻ hết. Hải An, Hải An, Hải An ăn có vẻ rất là ngon đúng không? Đây là món sở trường của Hải An. Từ nay là ba chị em no bụng rồi. Bố không ăn. Đấy, phân tán mỗi người đều phân tán chuẩn bị hết cái. Không no thì ăn tiếp. Không no có ăn gì cũng gọi tiếp. Thank you.